cũng dễ lắm, rất đơn giản. Năng lượng có được trong 1 lít sữa mẹ. Sữa mẹ, 1 lít sữa mẹ thì có bao nhiêu kilo calo? 150 kilo calo. Sai. Câu này không được sai nha. Rồi, chất đạm á, ở trong sữa mẹ hoặc là trong sữa bò thì cái nào nhiều hơn? Em nhìn. Em nghĩ là bò. Rồi, hơn cho em đó. Sữa mẹ thì không được sử dụng khi trẻ bị bệnh lý gì? Dị ứng với lắc, bất trung nam lắc tô. Chưa chính xác. Nguyên nhân gây ra bệnh còi xương là do thiếu vitamin gì? Nguyên nhân vitamin D. D nữa, em D á. Nguyên nhân gây ra tiêu chảy cấp ở trẻ em, nguyên nhân thường gặp nhất? Virus gì? Lota. Rồi, chính xác. Em có biết trong tiêu chảy cấp người ta bù nước bằng gì không? Là bằng Orezon. Rồi, vậy câu hỏi dành cho em có nghĩa là thành phần trong Orezon là bao gồm có cái gì? Có natri, kali, bicarbonate. Có gì nữa? Rồi, ok thôi, tạm chấp nhận đúng nha. Liều bù kẽm trong tiêu chảy cấp ở trẻ trên 6 tháng tuổi? Dạ, là 20mg một ngày ạ. Ok. Rồi, để chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt ở trẻ em dưới 5 tuổi thì tiêu chuẩn xét nghiệm là gì? Tiêu chuẩn xét nghiệm là hemoglobin dưới 10g trên decilit và ferritin dưới 12. Hemoglobin dưới 10 hay dưới 11? Đáng nhớ 10. Ok. Trời, cái này dễ nè, cái này chắc chắn là trả lời đúng. Rồi, bây giờ hỏi nè. Bệnh tim bẩm sinh không tím thường gặp nhất ở trẻ em là bệnh gì? Thâm liên thất chẳng. Rồi, 10 điểm. Khi trẻ được chẩn đoán là thiếu máu thiếu sắt thì liều bù sắt là bao nhiêu? Dạ là 4 đến 60mg bật ký một ngày. Rồi, ví dụ như trẻ 10kg thì là bù bao nhiêu? 50mg. Rồi, ok. Vậy thì hỏi em nè, bệnh tim bẩm sinh mà tím thường gặp nhất ở trẻ em là bệnh gì? Từ chúng ta không? Đúng rồi. Trẻ sơ sinh non tháng á thì dễ bị mắc bệnh lý hô hấp gì? Dạ, bệnh mạc trong. Rồi, ok. Bệnh tim mắc phải thường gặp nhất ở trẻ em là gì? Dạ, bệnh Kawasaki. Ok. Vậy thì các mẹ đã trả lời được bao nhiêu câu?